À, thôi trả lời lại câu hỏi ừ, trả lời lại câu hỏi à, là bằng là mình phải xem là mình à, làm bằng cái tâm gì nha mình làm bằng tâm gì à, mình có làm bằng à, tâm tham tâm sân hay tâm si hay không và cái thứ hai đó à, là mình à, có làm hay là mình làm bằng cái tâm à, từ bi hỷ xả làm bằng cái tâm buông bỏ, làm bằng cái tâm cung kính. Chính bởi vì như vậy nó là cái sự khác nhau rất lớn giữa người làm tượng Phật để buôn bán và người làm tượng Phật để họ bố thí cúng dường. Được rồi. Đấy. Rồi um, sư thì sư khuyến khích cái việc là quý vị trồng cây cái bồ đề đó hơn là việc mình làm tượng, tại vì trong thứ nhất là nó có trong kinh Đức Phật có nói nếu mà nhớ Phật quá muốn đảnh lễ mà không có ngài thì có thể đảnh lễ cái bồ đề. Hơn nữa cái bồ đề nó tạo không gian xanh. Đấy. Rồi khi mà mình tạo cái tượng Phật như vậy đó, mình được cái phước đó là mình có cái nơi để người ta nương tự tâm linh thì đó cũng là điều tốt tuy nhiên á sư thì sư nhắc quý vị như thế này là coi chừng thừa nói đâu xa ngay cả chùa nam tông quý vị mà đem tặng cái tượng phật dù là cái tượng quý đi chăng nữa đó tượng quý chăng nữa không biết chân ở đâu tại vì đủ rồi chùa đủ rồi không biết chân ở đâu mà bây giờ nếu như mà có để cho phật tử thì nó nó lại kẹt ở là ở trong cái giới thì ông sư không có nên tặng quà phật tử nó kẹt vậy đó à, đương nhiên là thời thế thay đổi thì mình linh động hay như thế nào đó nhưng mà nó vẫn rất là kẹt đấy rồi mà bây giờ tặng cho người ta thì có chắc là nhà người ta thiếu không? hay là mình cho thì người ta lấy nhưng mà lấy về nó thừa rồi tượng phật mà đâu thể nào như là ba cái tượng đồ chơi mà mình quăng chỗ này quăng chỗ kia thành ra mình nên tìm hiểu nhu cầu nhưng mà theo sư biết là nhu cầu <laughs> hiện nay ấy, nó hơi bị bảo hòa trong cái vụ tượng phật đấy ờ, chùa mới thì nó cũng kẹt cái là uhm cái nhu cầu không phải cái cái nhu cầu của cái nơi đó như thế nào chứ không phải là cái mình thấy chùa mới mình, mình cứ đem tượng lên mình tặng trong khi thí đem... dụ như bây giờ cần cái tượng ở chánh điện cái tượng đó nó, nó bao lớn đó và bao nhiêu tiền đó mình không có mình chơi mấy cái tượng nhỏ rồi mình đem vô rồi ông chủ trì ông không biết để ở đâu rốt cuộc có thành ra là cái một cái chánh điện đó, nó toàn tranh tượng phật thôi nó rối cái chùa nó rối cái chùa nha nói xây chùa tạo tưởng đúc chuông ba công đức ấy luôn luôn tốn tiền thấy tốn tiền thì à, bà mũi saka đó khi mà bà vào chùa bà thấy chư tỳ kheo tắm mưa mà không có mà lỏ lồ bà mới nha, tắt bạch với đức phật xin đức phật mà bạch thế tôn xin cho dân đi cho tắm mưa cho là cái hay là kể câu chuyện này để quý vị thấy mình làm phước mình phải linh đồng mình phải thông minh nhạy bén tôi nói rồi có kỳ sư nhận 10 đôi dép tôi không biết làm gì luôn á có nghĩa là mình phải có cái để tâm ở trong cái chuyện làm phước chứ không phải là làm thường thường phật tử con cái này Nên nói ra nó ngại nhưng mà nói đi thích kia cung thích gì cung nay mình thứng á mình thứng hoặc là nhà bán gì đem vô răng răng sắp mặt luôn nhà bán bị gối đem vô gối cúng không à. hoặc là mình mình hứng lên mình cúng chứ mình không có tìm hiểu mình không có đắn đo mình tìm hiểu mình không có linh động à, không có nhảy bén là mình đâu cần thiết mình phải xây xây tượng Phật mình dụ mình vô chùa mình thấy ông sư bệnh thậm chí cái tiền chữa bệnh ổng nó bằng cái tượng Phật luôn á. mình phải quan sát cái vụ mình vô chùa nội mà mình vô chánh điện mình dạo một vòng xuống bếp mình dạo một vòng à, năm nay bữa nay chùa hết uh, bữa nay nè chùa hết nhang nè chứ biết hết nước tương còn nước mắm nhưng hết nước tương nè bây giờ mình không dạo trước mà mình dụ mình muôn lóc nước mắm vô nước tương vô đi mà trong chùa hai ba lóc rồi kìa mà chùa có hai ông sư à ba ông sư ăn sao hết nhưng mà mình lại đem thêm ông lóc nữa thì nó dư tất nhiên mình vẫn có phước nhưng mà nó không có hợp trí là mình làm mình phải linh động lên mình nhìn mình các cái mình biết thấy em sư hát xì là biết ông sĩ bệnh nè em sư cũng bệnh chiều nay sống thấy ông linh thần kinh hỏi thăm cái ủa sư đó hôm nay ông bệnh nặng cục rồi kìa ông cảm ông chấp chăng này kìa thì mình đi mua thuốc cảm mình cúng thí dụ vậy đó là cái để ý mình để ý mình linh động cho chuyện ừ. làm phước chứ không nhất thiết là mình phải làm nhất thiết một cái gì mà mình thích nhớ nha cúng đừng có cúng cái gì mình thích làm ơn mà cúng cái gì chùa cần chưa cần cái cốc đang dột đi cúng tượng phật <laughs> trong khi không có tiền chưa sửa máy ví dụ vậy đó là cái gửi để... nó thí dụ như vậy đó thì mình phải gọi là tháo vát mà nhìn tới nhìn lui mình tháo vát mình coi đổi trong chùa nếu mà mình là người phật tử qua quen trong chùa mình mình phải nói chung mình linh động đi đại khái vậy đó chùa nay à, hết đường rồi nè thì mình mua bình đường vô ký đường hai ký đường mười ký đường vô mình cúng cái đó rất là có phước báo đường chừng khi chùa có ông sư ông lỡ ông mở miệng hết đường cái mình vớt cho 10 kg không biết ông ăn ở chừng nào ông ăn xong đấy tôi nói, mấy cái lần mà quý vị đem vô quý vị cúng dường nhiều khi hoan hỷ thì phải hoan hỷ phải hoan hỷ thôi nhưng mà xài thì không biết xài sao ví dụ như cái bột có có lần nha nguyên một cái thùng bột chiên xù hỏi quý vị chứ bây giờ nhà bếp có chiên xù cũng chiên vừa phải thôi chứ chiên chi cho nguyên một thùng à rồi. à, rồi nguyên gọi là mấy thùng nước tương, không có thêm vô nước tương. Chết luôn. sư không hiểu là quý vị tính là mấy mấy sư là uống nước tương thay nước lã hay sao á đấy rồi hôm bữa nữa chở một xe tải thanh long vô chùa hoan hỷ thì phải hoan hỷ thôi long. à đó cái kiểu giờ không có cái gì thì chắc là nghĩ tới ông mấy ông sư sư nhìn cái xe đó là sẽ không biết nên vui nên buồn miệng thì vẫn phải mở ra hoan hỷ với quý vị thôi thành ra mình phải cẩn thận rồi thí dụ nữa đi à, quý vị cúng à, một món đi nhưng mà cúng hoài ví dụ nha ví dụ nói nó kỳ chứ bây giờ ví dụ như à, thấy mấy sư ăn um, ăn bún nó nó ngon quá, bây giờ uh, con mỗi cúng mỗi tuần, Nói thiệt nha quý vị mà như... cúng mỗi cúng mỗi tuần á, cúng mỗi tuần là bữa sau thấy bún là mấy sư là nhiều lúc dội, quên, quên. quý vị nên nhớ là mình cúng vật vừa lòng thì hằng được vật vừa lòng nha, cái cái vật vừa lòng nó quan trọng lắm, thời Đức Phật có cái bà tín nữ đó bà lắc tôi tiền anh tôi quần vậy đó, tôi quên chút à nói chung bà có tha tầm thông á cho nên bà hộ độ cái nhóm tỳ kheo đó đó là vị tỳ kheo đó thích cái gì muốn ăn cái gì muốn uống nước ép gì là bà cũng đi chóc hết đắc đạo ráo hết có nghĩa là và cái phước báo nó rất là cao thượng nó rất là nhiều khi còn mình không có tầm thông thì mình phải nhìn mình phải ngó mình phải để ý mình phải biết đừng tha gì đừng có cúng cái gì mình thích và cúng cái gì ta cần cái tại vì á ví dụ như á năm khí á đem đồ ăn sáng vô rồi ăn rồi người khác cũng cúng mình cũng cúng nói chung không một mình mình ví dụ vậy thì mình phải khéo một cái là mình alo xương sáng chưa 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 ăn chờ con 10 phút được không à, dạ con em vô mình cúng dường nha mình có thể vậy ví dụ đó là một phương cách hoặc là mình biết cái giận sáng công sư mất rồi thì mình vô trước người ta ăn sáng 6 giờ 7 giờ 7 rưỡi đem nó ăn sáng vô thì nó kỳ quá đó là cái miệng mình không phải để ý mình không quan tâm mình không có... thì cái phước mình nó chút bẹo à mình làm cho giữ lên nhiều năm nhiều tháng phước mình nó hạn chế lắm sáng 6 giờ đem bảy rưỡi vô ăn trưa luôn rồi đâu ăn đâu có ví dụ mà cái đó à, là bây giờ ở trong kho tranh tượng phật thì cũng có một đống mà không biết bây giờ phải xử lý như thế nào có gì biết không <laughs> để mà để cái chỗ bất xứng thì nó mang nghiệp mà bây giờ muốn để cái chỗ tương xứng thì chỗ đâu mà thờ đấy mà bây giờ có cho quý vị đó thì quý vị cũng không cần tại vì sao phải mà cái đồ nó quý thí dụ như tượng vàng đi à quý vị tranh nhau mà lấy chứ còn mấy cái tượng thì nó cũng bình thường thôi ở đâu cũng có thì bây giờ <laughs> giống như là đưa quý vị để quý vị giải quyết giùm vậy đấy à, và cái này là không phải chỉ riêng ở một ngôi chùa mà sư tinh là ở chùa nào cũng bị nha yeah rất là nhiều chùa gặp cái tình huống này ờ, rồi có một trường hợp nữa là có có lần cái người nhà của sư bên ngoại đó à, tạc một cái tượng bằng đá cẩm thạch quý lắm đương nhiên cái tượng bằng đá cẩm thạch mà nó quý đúng không nó quý nhưng mà nó kẹt cái giày thuê ông thợ tay nghề yếu đặt xấu nó quý nó quý mà nó xấu thành ra bây giờ tặng cho chùa thì chùa vẫn phải nhận mà bây giờ nhận xong rồi để ở đâu để tránh điện thì nó xấu mặt chùa thẳng để tránh điện xấu mặt chùa thành ra là để ở một cái góc nào đó thì cũng coi có, có lòng của quý vị nhưng mà à, không có để tránh điện được nhưng mà rốt cuộc là mình đi ngang qua mình thấy chỗ đồ tôi tặng không có trân trọng không để như tránh điện mà để ở chiếc cái góc này cái vấn đề là như vậy nữa nha Ừ